Có nhu cầu mua acc Liên Quân, acc Free Fire giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com để ủng hộ cho cô Ngân và Gaobet. Shop này do Gaobet làm chủ và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của cô Ngân. Hello, surprise. Thì hôm nay Gardena đã có ra một vòng quay mới rồi nha mọi người. Đó là vòng quay của MB40 sấm xiết. Trời ơi, cực kỳ nguy hiểm luôn. Thì nó sẽ tăng 2 lần băng đạn và tăng 1 lần sát thương nha mọi người. Thì bây giờ cô Ngân có mấy vé quay miễn phí. Bây giờ cô Ngân sẽ vào và thử thách quay coi thử nó có ra không nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu quay thôi nào. Bốn phí miễn phí. Ra đi, ra đi. Thằng xanh. Điểm tuyệt đối à, điểm tuyệt đối là cái quái gì đây? À, tôi điểm tuyệt đối. Ra đi, ra coi. Ủa sao điểm tuyệt đối quái gì đây? Số một cao đâu. Ui, ra rồi mọi người ơi. Xanh 24 giờ. Phải chữ Việt. Một phí miễn phí cuối cùng. Thôi, ra đi. Cũng cái thua. 60 kim cương quất luôn nha mọi người. Ra đi, ra đi, ra đi. Ui, không có ra rồi. Sao nó toàn ra cái điểm tuyệt đối quái quỷ gì đây? Một vé cuối cùng. Ra đi. Tổng sân. Đừng cay. Ok, thì sau khi mà cô Ngân đã đổi được 4 vé quay ở trong kiếm huy hiệu điểm 10 từ vòng quay súng ở khu vực này, sau khi mà cô Ngân mò mò thì nó đã ra được thêm 4 vé quay miễn phí nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu là vào đó và quay thôi nha mọi người. Ok, phát đầu tiên miễn phí nào. Sáu lúc đi, sáu lúc đi. Ui, ra nhanh, ra nhanh, ra nhanh. Đợi xanh chứ lại không có tiền rồi. Hết kim cương rồi. Ra đi mà. Ra đi. Chăm chú nè, đẹp kim cương rồi. Không đẹp được đâu. Ui, ra rồi. Ui, 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 phải cái chú. Đâu rồi. Mọi người nói gì đi. Ông tốn kim cương rồi. Ông cực kỳ nguy hiểm. Phải chú đi. Trận đấu của chúng ta đã bắt đầu rồi. Và trận đấu của chúng ta là ở trên đảo Vân Thờ. Con không biết là nhà nhảy khu vực đó là khu vực Tháp Đồng Hồ. Một khu vực thật là quen thuộc của chúng ta. Tháp Đồng Hồ có ai không? Cô Ngân cầu mâm xuống là ui đồng 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 đồng. Ui nguyên một đống luôn. Mấy anh xuống đây tìm búp hả? Hay chi mà nhảy đông dữ nha. Đừng giết em, đừng giết em. Em chưa có súng từ từ mấy anh ơi. Ui đông nha mọi người. Ui 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 ui. Xuống đây mấy anh tìm búp hay chi? Làm chi mà đông dữ nha. Ôi ôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Không có súng rồi, trời ơi, trời ơi. Rồi xong rồi, gãy rồi. Ui. Súng đâu? Súng. Ui. Em bơm máu đè. Còn ai ha?
Caillou. 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 Đừng mai bắn em đi được cái đồ thôi mà. Đừng. Đừng. Đừng mai bắn em. Ui. Khẩu súng này thì cô Ngân không biết đang ráp bằng đạn máy đây ta. À, bắn đạn 3 được 40 viên luôn nha mọi người. Sát thương cũng tăng nữa nha. Ui, không có con kêu. Qua đây, em có một B40 rồi anh ơi. Anh qua đây. Qua đây nè. Qua đây. MB40 nè. Anh ơi. Anh ơi, MB40 bên này nè. Đậu xanh. Đi cái cổ cãi. Phê. Ui. Thêm một bình máu nữa nào. Ui. MB40. Ôi, tăng băng đạn đúng là bắn hên khuê luôn nha mọi người. Còn ai không nhờ? Xuống đường hầm lượn tí thôi. Chưa có bom tiêu nha mọi người. Xuống đây mà bị bắn một cái là chỉ có biết đứng đó mà bắn tiêu thôi. Ui. Ui. MB40 phù hộ cao. MB40 là đây chứ đâu nữa. Kinh. Kinh chưa. Mọi người nói gì đi chứ. Máu. 80 máu rồi, ok. Đồ các thứ rồi, còn thêm đạn tiểu liên. Dành cho khẩu súng này. Ui. À, liên đây rồi. Ở bước này nè, đậu xanh. Ui. Mọi người đã có bộ đồ này chưa? Mọi người đã lượm hết trái dừa chưa? Ui. Hello surprise. À, cô Ngân không tìm thấy bạn đó nữa. Hay là mình bắn cái dù cho địch ra chơi nha mọi người. Hello? Không có ai hết hả? Hello? Hello? Được hai cái nón. Ui, thấy người rồi. Chạy ẩu rồi nè. Chuẩn bị cho đây là chết chắc luôn nè. Không có bông kia. Mọi người chạy giữa đường chứ. Đâu rồi. Ôi bạn ơi. Bạn sao vậy? Sao bạn không bắn lại? Bạn đi xe máy. Ui đang bị bắn. Ui bắn. Xuống lại đây nha mọi người. Đấy. Chỗ này là an tâm luôn. Ui có một bạn nhảy xuống. Ui. Xít nữa là đi rồi. Ui. Căng. Thế là cùng đó hả? Căng thế là cùng đó hả? Nấp. Bơm mau. Thêm một bình nữa. 6 kill rồi mọi người ơi. MB40 phù hộ cho con Ngân là đây chứ đâu. Ui sao tê tay quá rồi. Chuẩn bị gãy rồi. Tê tay mọi người ơi. Ui. Phê thế là cùng. Hí. Ui. Ui sao vậy? Hello. Đáng lẽ khúc đó là cô Ngân định là
quăng bom keo ra cơ. Nhưng mà chưa có chỉnh là cái bom keo, nó chỉ là la bom choáng thôi. Suýt nữa là tiêu rồi mọi người ơi. Hello, được đâu hết rồi. Chính người xem bây giờ còn có 8 người. Lý do là không có địch đó hả? Ui, 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 ui. Căng cực, căng cực. À, cô Ngân không có lấy được top 1 đâu. Tay cô Ngân bên tay phải nó bị tê quá. Ui, tay nó cũng đơ rồi. Bắn nhấp chắc không được đâu mọi người ơi. Ui, bi kìa. Ui, tên hai hàng. Hello, 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 hello. Hello, bo ở đâu giờ? Còn 8 người luôn mọi người ơi. Hello, 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 hello. Úi giời ơi. Mẹ ai dữ. Cũng gặp team up nữa. Ok, clip đến đây là kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những clip và những livestream tiếp theo. Bye bye mọi người.